jgrayroblox.com, số máy ạc Roblox, chất lượng uy tín, vòng may mắn chỉ với 9k, cơ hội chúng tới 1999 Robux. Ngoài ra còn có chương trình đua top nhận quà cực khủng và có rất nhiều ưu đãi khác. Link shop mình có để dưới phần mô tả video đó nha. Hello xin chào mọi người và chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Ngay bây giờ các bạn nhìn vô cục này, các bạn biết đây là ai hay không? Khả năng cao là 99% các bạn đều trả lời sai. Bởi vì 99% thật ra là 99,3 nha. Phần trăm người đó là người xem chùa xong trả lời đúng được. Chỉ có 1% bạn trả lời đúng thôi, đó chính là anh Titan Cameraman đúng không? Đó là câu trả lời hoàn toàn chính xác nha các bạn. Let's go. Và cuối cùng thì anh Titan Cameraman đã quay trở lại. Nhưng mà không phải quay trở lại bình thường đâu, mà là quay trở lại một hình ảnh cực kỳ đẹp trai các bạn à. Và ngay bây giờ là ảnh đã được lên cấp 2 rồi đó. Nhìn nè, áo giáp đồ các kiểu. Rồi ở trên cái camera của ảnh còn có cả súng laser để bắn nha các bạn nha. Nè 1, 2, 3, 4 đồ các kiểu nè. Ở trên đây còn mấy cục gì nữa mình không biết luôn các bạn. Nhưng mà nhìn ngầu không? Nhưng mà lý do ảnh nâng cấp thì chỉ mất 2-3 ngày thôi. Nhưng mà lý do mà tại sao ảnh đi lâu như vậy là ảnh đi mai đồ nha bạn nha. Đó, thấy không? Ngày xưa là ảnh mặc cái áo màu đen, bây giờ là ảnh chuyển qua mặc cái áo màu trắng rồi nè các bạn. Đi mai đồ hơi lâu, bạn thông cảm nha bạn nha. Nhưng mà kệ, bỏ qua chuyện đó đi. Ngay bây giờ thì ảnh đang quay về nhà chúng ta nè các bạn ơi. Vậy có nghĩa là anh Titan TV Man sẽ được giúp đỡ nha các bạn. Thằng Titan Speaker Man với thằng Khứa G Man, kiểu này là tới công chuyện rồi các bạn à. Ok, trước khi chúng ta bắt đầu coi video ngày hôm nay á, thì mình mong là các bạn nhớ để video của mình nút like nha. Tại vì hiện tại kênh mình đang có tới 99,3% người xem chùa các bạn à. Cho nên các bạn nhớ bấm nút like ủng hộ cho mình nha. Bấm nút like rồi bình luận phía dưới là anh Jay ơi, em đã bấm like cho anh, em không phải là người xem chùa đâu. Để mình thả tim cho các bạn, mình sẽ nhớ tên của các bạn nha. Ok, còn những bạn nào lên với kênh của mình thì đừng quên hãy nhớ bấm nút like kênh phía dưới để kênh mình sớm đạt được 3 triệu người đăng ký nha các bạn. Mình cảm ơn các bạn rất là nhiều. Còn bây giờ thì bắt đầu video thôi. Let's go baby. Nhớ bấm like nha. Ok các bạn à, và ngay bây giờ mình sẽ cùng nhau coi video về Skibidi Toilet nhưng mà là fan làm nha các bạn. Hồi nãy mình chỉ nói giỡn các bạn vậy thôi, chứ anh đau phu ảnh đã ra tập mới để mà biết luôn các bạn. Nên bây giờ mình sẽ coi fan làm, nhưng mà fan làm sẽ có Titan Cameraman cấp 2 chúng ta coi nha các bạn nha. Nhưng mà trước cái bài video này á, lý do tại sao mình để hình của anh Titan TV Man này á, thì tại vì hiện tại là ảnh đang bị chấn thương rất là nặng luôn các bạn. Mình để hình anh ấy là mong anh ấy sẽ sống sót nha các bạn nha. Nên ngay bây giờ hãy bấm nút like để ủng hộ cho anh Titan TV Man sẽ sớm hồi phục quay trở lại với chúng ta nha các bạn. Đồng ý không? Đồng ý mới nút like liền đi, chứ ai mà không nút like là không có tính thương ảnh đâu. Ảnh giúp chúng ta rất là nhiều luôn nha các bạn. Nhớ nút like cho ảnh nha, chia lại cho mình nữa nha các bạn. Nho cho mình thì bấm nút kênh để mình sớm được 3 triệu người đăng ký nha. Còn bây giờ thì vô coi video thôi. Let's go baby. Ok, để coi fan làm tập 2 nha. Đâu. Ô, thằng G-Man cấp 5 kìa. Wow, Titan TV Man cấp 2. Ở đâu cấp 1. Ô, thằng Skibidi Toilet máy cưa. Ui, nó cưa ảnh kìa mày. Ui, nó kìa ảnh né một cái kìa. Oh, ghê. Ui, nè thấy chưa, mình nói mà. Đây nè, thằng này không phải là thằng hôm bữa mà nói cái gì à? Mantis đúng không? Là cái con bọ ngựa chứ gì? Không phải, mà nó chính là Skibidi Toilet kiếm Nhật. Ê, đằng sau lưng mình cũng có một cái nè bạn. Ghê chưa, nó có 40 kiếm luôn. Ui, ghê chưa. Trời ơi, ui, chết rồi anh ơi, có sao không? Tiêu luôn, thằng G-Man. Ui, ai bắn vậy? Let's go! Titan Cameraman cấp 2. Oh my god. Trời ơi, nhìn tấm hình này đẹp trai. Các bạn nhìn cái này còn đẹp trai ác hơn nữa các bạn. Đẹp trai không? Đúng, đẹp trai luôn chứ còn gì nữa. Đẹp trai bấm like liền, nhưng đẹp trai không bấm like kìa bà. Bấm like liền nha. Coi kìa. Ui, nhìn đến ngầu quá luôn các bạn. Trời ơi, mặt đồ trắng rồi cái kiểu này nha. Cái tay của anh còn có thể bắn ra được cái tia trong đây nữa nè. Ủa, giống như Iron Man người sắt đó vậy trời. Ui, anh G-Man à, anh có sao không? Thằng G-Man và một thằng Skibidi Toilet chân nhện đem mất kiến. Bật đèn đó anh ơi, bật đèn đó. Mày thấy chưa, đúng luôn. Ui, đúng là thằng G-Man phiên bản fan làm yếu thiệt. Nhưng mà cũng không phải đâu các bạn ơi. Thằng G-Man này là thằng G-Man mới có cấp 2 à các bạn. Cho nên nó yếu là phải rồi. Và đây là một thằng Skibidi Toilet đem mất kiến này, nó không bị si nhê gì. Gọi dẫn sao. Ủa, ai vậy? Hình như là anh Cameraman. Trời, anh Cameraman bây giờ bắn ra tia năng lượng đúng kinh luôn các bạn. À, một like các bạn ơi, thấy chưa? Anh đã bấm like rồi cho nên các bạn nhớ bấm nút like nha các bạn nha. Ok. Hay thật sự các bạn ơi, let's go. Ui, gì vậy? Titan Speaker Man, đi đâu vậy? Ui, nó chui vô căn cứ của nó.
trong một cái hầm cửa rất là dày luôn. Và đây là những đứa Skibidi đứng ngoài canh gác. Titan TV Man cấp 2 đã rượt tới nơi. Thôi, tao tìm được căn cứ tụi mày rồi, tao sẽ vô quẩy hết luôn. Để anh vô đây mấy em. Mày thì lão này, mày sao? Mày không muốn cười với tao đâu. Bái bai tình yêu, trời quăng cái nổ luôn mạng. Ghê. Cho lên được. Ủa cái gì vậy? Bây giờ ảnh còn có kỹ năng sử dụng được cả âm thanh nha các bạn. Wow, ghê, không cần dùng đến ánh sáng luôn. Dùng âm thanh mà con Skibidi tự rớt ra ngoài cái đầu luôn kìa, ghê chưa? Quá là mạnh các bạn ơi, let's go, hay vậy? Giờ anh sao? Giờ anh sẽ làm gì đây? Anh bật đèn đi, Không bật đèn, lấy cái toilet kia ném tiếp. Đúng là tuyệt chiêu ném toilet mãi đỉnh. Let's go. Giờ anh làm gì con này đây ta? Mày nấu quá nhiều. Lấy con dao quất luôn. Quá là dữ. Ôi thằng Jim mang cấp 5 kìa, nói cẩn thận. Thằng này nó mạnh lắm, anh bật đèn nó không được đâu. Ui thằng này nó lại quảng cáo cho kem đánh răng nữa bạn ơi. Cái răng của nó sáng dở lắm. Nó quảng cáo cho kem đánh răng như là quảng cáo gì biết không? Quảng cáo thuốc nhỏ mắt nha các bạn. Ê, tính là mình mới quảng cáo xong. Không có nha. Mày đang miêu tả thôi. Nó làm gì vậy? Nó ăn mình các bạn, nó ăn cameraman. Là mình á, là người quay phim nha bạn coi á. Titan speaker mày nó đang được sửa chữa rồi bạn ơi. Ui nó được sửa chữa, nó được gắn lại cái loa kìa. Mấy đứa này lấy loa vậy trời. Ông nhà bác học nè. Ủa cái ông này là cái ông láo nhất luôn. Ý đằng sau lưng ổng mình thấy có cái gì nè. Repair nè, enchant nè gì nữa nè. Giống như kiểu sửa chữa các bạn. Là một cái bản đồ để sửa chữa hay gì á. Phải không? Upgrade nữa các bạn, nâng cấp. Vậy là thằng Titan Speaker Man chứ được nâng cấp mấy cây súng luôn. Lý do tại sao mình kêu là thằng đúng không? Tại vì hiện tại là ảnh đang ở bên phe xấu. Mà mình nói ảnh là phải nói ảnh đâu nha. Mà là nói cái con ở trong người của ảnh á, con ký sinh của ảnh á. Còn khi nào ảnh quay về thì mình sẽ kêu là anh lại nha mày nha. Ui, con này ghê hả? Ui, gì ghê chứ kìa. Wow, chết rồi, nhưng mình bị phát hiện á bạn ơi. Và anh Titan Speaker Man trên người cứ rung vậy nè. Mấy cảnh sát tao bắt rồi bạn ơi. Ủa mày khói, cảnh sát gì kìa vậy? Cảnh sát gì mà làm kìa vậy? Rồi xong luôn. Oh my god. Có cần tới mức đó không vậy? No god please no. 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 Có vẻ như là bây giờ Titan TV, Titan Speaker Man nó mạnh hơn rồi các bạn à. Ui được sửa lại rồi, được nâng cấp nữa. Rồi dần sao? Mấy anh cameraman đang múa. Cho dù team chúng ta đang quýnh lộn vẫn múa như thường, bấm like nha các bạn nha. Nhớ bấm like nha. Vô múa chung gạo nha. Múa ủa gì vậy? Đang tính vô múa, mấy anh chỉ gì cả bạn ơi. Gì vậy? Ai? Ai vậy? Màu đen, Titan TV Man hả? Đúng luôn. Ôi cái này là giống như là cái tập lúc trước á, mà cái tập chính á các bạn, tập 47 á, thì ảnh nó bị đâm con dao vô trong cái màn hình đó các bạn, nó bị bể màn hình nữa kìa. Bây giờ anh đang bỏ chạy lại về team nè các bạn. Ảnh nói là tào đào quá bác sĩ đâu. Bấm like chưa, đăng ký chưa? nó giỡn mình, nó giỡn làm thiệt kìa. Anh có sao không? No, anh bị tận trọng thương hả bạn ơi? Thằng chim mày nó giết. Titan cameraman. Ủa mà sao giờ anh mặc lại áo màu đen rồi? Ủa sao bây giờ anh giống phiên bản cũ vậy? Rồi ảnh ôm Titan TV Man đi luôn rồi các bạn ơi. Còn ba anh niên này chạy. Chạy chứ biết làm gì các bạn. Đứa này nó quýnh cho chết. Rồi xong luôn thằng báo đời Vario đen nhám. No, Skibidi Toilet báo đời Vario đen nhám là nó đấy. Rồi sao nữa? Titan Speaker Man kìa. Nó bị đâm xuống vô một cái vũng nước rồi các bạn ơi. Cái này là đang là một trận chiến giữa nó với lại anh Titan TV Man nha các bạn. Ok, để cùng nhau xem thử. Ơi nếu như mình nhớ không lầm là cái tập này nó sẽ xuất hiện là em trai của anh Titan TV Man á. Mày sao? Tao sao kệ tao. Mấy đồng đội ơi, giết nó giùm tao coi. Để tụi em cho anh ơi. Trời ơi thằng này là gì đâu, thằng Titan TV Man này không là cái gì hết. Trời ơi sao tụi mày cắn cái chân tao rung dữ vậy. Ôi, cái bài trực thăng nó giống như là cái con ký sinh đó các bạn. Nhưng mà không phải, cái con này chỉ là bài trực thăng bình thường thôi. Phải đắp cái mặt anh ấy lại nè, không cho anh ấy bật đèn nữa. Đồ, thấy ghê chưa? What? Không cho mày bật đèn nữa, cho mày khỏi thao túng luôn. Ui đây nè, thấy chưa? Em trai của anh Titan TV Man đó các bạn. Mày dám quýnh anh tao hả? Thôi,
mới đấm con cái chạy liền luôn. Cái thằng Skibidi Toilet mà nó thao túng trong người của anh Titan Speakerman, nó thằng nó đúng nhát luôn các bạn. Nó rất là láo nhưng mà nó cũng rất là nhát nha các bạn nha. Kiểu đấm nó con cái nó đang chạy bốc chỉ. Anh hai có sao không? Đem giúp cho anh hai. Mày hả con, cho bay xuống với mồ luôn. Đấy. Anh còn bấm nút like nữa kìa. Ok, let's go. Anh này anh đúng dễ thương luôn bạn. Nhìn hình ảnh của thì ảnh khá là ghê, kiểu không có chân á. Các bạn nhìn thấy ở dưới là ảnh giống như kiểu như cái mũi khoan á, các bạn không có chân. Nhưng mà ảnh lúc nào cũng cho một nút like các bạn kìa. Coi kìa, đó, dễ thương chưa. Ê, chúng ta đang đứng ở trên máy bay trực thăng để nhìn xuống. Đây là em trai của anh Titan TV Man. Đã ném cái bức tranh nó ra để cho anh Titan TV Man sống dậy rồi nè. Ồ, bức tranh nó có sức mạnh gì ghê chứ. Ồ, bắn một cái bể luôn. Ui, tính ra anh này mạnh ghê luôn các bạn. Cái tay của anh bắn ra có mấy cái ngôi sao đẹp luôn á. Nè, cho mình coi lại nè. Bắn ra ngôi sao nè, nè, đẹp không? Oh my god. Wow. Đúng đẹp luôn, ngôi sao được các kiểu. Bấm nút like đó bạn. Ê, nghèo ngộ nha. Từ đó đến giờ anh Titan Cameraman, anh Titan TV Man rất là ít khi bấm like luôn. Nhưng mà thấy em trai của mình là bấm nút like liền các bạn. Wow, em trai bấm like luôn kìa bạn ơi. Các bạn bấm like vô, bấm like liền đi còn gì nữa. Wow, bấm like hoài. Ô, oh, cái gì đây? Ui, anh ấy chuẩn bị trưởng rồi. Ui, anh trưởng đẹp quá bạn ơi. Ui, chết rồi, giờ sao? Ui, thằng Camo kìa. Mày hả Camo? Ui, hai anh em đang hợp tác quýnh lộn các bạn ơi. Anh em hợp tác kìa. Wow, trời ơi, TV Man quá dữ luôn. Anh em hợp tác quá đẹp các bạn ơi. Hay ha, đúng hay luôn. Skibidi máy hút bụi còn được kết hợp vô cái bài trực thăng như người nữa. Ôi trời ơi, no. Trời ơi, mình thường mình tưởng là cameraman bất tử nhưng bây giờ không còn bất tử nha các bạn nha. Ui, anh Titan TV Man đang dí cái thằng Titan Speakerman, nó đang chạy kìa. Ui trời ơi, biển khứa này ai quýnh lại rồi, trời ơi. Ui sao bây giờ nó mạnh vậy trời, nó quýnh anh Titan TV Man nhập viện luôn kìa. Được rồi, bây giờ mình với các bạn cùng chạy vô để coi phim nào. Ui từ từ nó, ui thôi xong rồi, tôi xong rồi, kèo này lên đường rồi. Ai đây? Ai? Không phải, đây là một thằng Skibidi Toilet ăn trộm nha các bạn. Nhưng mà thằng ăn trộm này tuy nó không có miệng nhưng mà nó vẫn có râu các bạn ơi. Ui xong rồi anh ơi, giận sao? Ui giận sao vậy? No, nó lấy cái loa ra rồi. Và nó cho một ông Skibidi Toilet nhà bác học đứng vô. Vậy là có người chuẩn bị thao túng. Ôi tôi xong rồi, No. No. Ủa cái gì vậy? Ủa cái thằng nhà bác học mà nó không có điều khiển các bạn, mà nó lấy cái lỗi năng lượng của anh TV Man thôi. Vậy nó lấy cái lỗi làm gì vậy? Tụi nó đã học được chiêu dịch chuyển rồi các bạn ơi. Ủa thôi xong rồi. Thôi xong rồi, còn mình thì không học được cái chiêu này, mình chỉ là thằng cameraman thôi. Oh my god. Tụi nó có thể lấy được cái cục năng lượng chi vậy ta? Không biết để làm gì luôn á. Chắc gọi đang để về nghiên cứu nâng cấp cho Speakerman á. Gì đây? Ôi ôi, chúng ta nè các bạn ơi. Ôi ôi, hay quá, có mấy người anh em tới cứu mình đó bạn à. Ủa có người anh em ngay cầm kiếm giật nữa kìa. Wow, ghê. Gì đây? Mấy đứa Skibidi Toilet ra nữa, mấy thằng Skibidi Toilet ăn trộm. Trộn Camo ra nè. Này thì Camo này, mày giỡn. Oh my god, cái gì vậy? Hình như là tụi nó đã nâng cấp ra một dạng Skibidi Toilet mới. Mình thấy Skibidi Toilet mà còn có loa nữa kìa các bạn. Ghê chưa? Nào. Ui, nó mở nhạc kìa. Ghê vậy? Mạnh vãi chưởng. Oh my god, nó mở nhạc các bạn. Ghê không? Cameraman phiên bản chân nhện. Ủa gì ai làm vậy? Cameraman chân nhện nó chui đằng sau, nó gạt nước các bạn. Hay vậy? Ok, bây giờ chúng ta đang làm gì đây? Đang được coi anh TV Man cấp 2. Một con Skibidi Toilet. Ê, nó bay vô cái tay của anh Cameraman đúng bự, nó đụng vô cái đụng cái nó té luôn kìa các bạn. Anh lại bấm nút like nữa nè. Đấy, lại like hoài luôn. Như vậy mà các bạn lại không chịu like mới đau chứ. Bấm like liền đi. Coi tiếp nào. Gì đây? Một thằng Skibidi máy trực thăng hả? Ảo vậy? Cái gì trong đó vậy? Đồ ăn chưa hả? Tụi nó thả ra những con Skibidi Toilet ký sinh, chuẩn bị muốn điều khiển với anh này rồi. Ôi cái gì vậy? Mày chết đi con. Ui, hay quá, để có anh TV Man. Thôi xong rồi.
một con ký sinh đang ở trên vai của anh cameraman nè. Tới công chuyện luôn. Rồi tới công chuyện luôn. Ôi thôi xong rồi các bạn ơi. Ôi ai vậy, ai làm vậy? Ô, anh TV man ảnh làm các bạn ơi. Let's go. Bấm like liền, hên quá. Nếu như lúc đó mà không có anh TV man là lúc này là anh cameraman bị thao túng rồi các bạn. Whoa, let's go. Vậy là video của mình tới đây cũng là phải kết thúc rồi. Ngày hôm nay chúng ta sẽ xem cái video về Skibidi Toilet Fan làm tập 2 bé hay hay không. Mình thấy tập 2 hay hơn tập 1 rất là nhiều nha các bạn nha. Nếu như bạn thích video này nhớ để lại cho mình một nút like nha. Nhưng mà nào lượng tin của mình thì đừng quên hãy nhớ bấm nút để kênh phía dưới nha các bạn. Video kết thúc rồi, hẹn gặp lại các bạn ở video về ngày mai nha các bạn. Ngày mai mình lại tiếp tục làm về Skibidi, đồng ý không? Đồng ý thì bấm nút like lèo bình luận phía dưới là ok nha. Còn bây giờ thì bye bye. À mà quên mất, các bạn đã thấy có tập 48 chưa? Nếu như có rồi bình luận nha, còn chưa có thì cứ bình luận cho mình biết ha. Bye bye.